đã đầy xe rồi đấy mọi người. Ở đây xe buýt rồi, xe buýt bắt đầu chở hành khách đi tham quan. Chỗ nào cũng có hoa. Hoa không là hoa. Ui, một bên là hoa, bên là hồ, bên là hoa. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Gió quá, gió quá. Bùm. Đẹp không? Úi. Hoa không, hoa không. Tin 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 tin. Hiu, tượng hiu. Ồ, tượng hiu nhiều quá. Bên này là hồ, bên này là hồ nước mọi người ạ. Một bên là hồ nước của cây thông, một bên là đồi núi. Vẫn đang được khai thác, vẫn đang được trùng tu, vẫn đang được sang sửa để cho mỗi ngày một đẹp hơn đấy mọi người. Hai bên đường này trồng những khóm hoa. Hoa này không biết là hoa gì mà nhìn bây giờ lá cũng rất đẹp rồi. Hoa màu tím đẹp quá trời luôn, hoa màu trắng đẹp luôn ạ. Cứ nhìn thấy hoa là đẹp, không biết là hoa gì mọi người ơi. Bố mẹ em ở trên này này mọi người. Đấy, ông bà ở trên đấy. Lần đầu tiên ông bà được vào thung lũng tình yêu. Mặc dù là hơi trễ nhưng mà cũng rất tuyệt vời. Tại vì ai lì đó nhốt không? Nguyên một vườn hoa hồng mọi người ạ. Ú, ú, ú. Bên này cũng hoa hồng. Bên này lại một vườn hoa lá nữa. Hoa màu tím, hoa màu trắng. Rất tuyệt vời mọi người ạ. Anh ở đây hay ngoài kia? Những chú ong khẩn 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 khẩn. Đẹp lắm luôn á mọi người. Mỗi ngày một đẹp thêm, đẹp quá trời luôn. Đã đến điểm dừng chân. Đã đến điểm dừng chân. Tại vì du khách tới đây là thường phải đi
đi một ngày mới hết. Nên sẵn có biển cơm 50k rồi. 50k là ăn được rồi phải không mọi người? Đi du lịch ăn cơm 50k là thấy tạm ổn rồi phải không ạ? Giá bình dân rồi ạ. Quá trời luôn, càng ngày càng đẹp, mỗi ngày một đẹp, đẹp khủng khiếp luôn. Tất cả mọi cảnh đẹp hình như hội tụ ở đây hết. Bố mẹ em đây, hôm nay là ngày 14 tháng 2, một ngày để hâm nóng lại tình yêu của người trẻ cũng như người già. Được cơ hội như thế này thì cũng rất chi là tuyệt vời và thêm hạnh phúc phải không ạ? Ai không có thì mình ở nhà mình cũng dành cho nhau những cái điều nhỏ nhất, lời nói nhẹ nhàng nhất, thân cận nhất, gần gũi mình nhất, cũng là một một sự trao gửi rồi ạ. Không nhất thiết là mình phải đi đến đây, ngay từ ở nhà, từ việc làm nhỏ nhất. Mình đã trao tặng cho nhau được tình yêu.